Sáng ngày 11 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội bầu cử làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sáng ngày 11 tháng 6, các đại biểu Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Theo đó có 462 đại biểu, chiếm 95,65% tổng số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như trình danh sách các phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia để Quốc hội phê chuẩn, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, lãnh đạo và điều hành công việc của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, giữ liên hệ với các thành viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng Bầu cử Quốc gia phân công. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình diện dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu cử Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.